Con xin kính chào cộng đoàn, con xin mời cộng đoàn cùng với con chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng Giêng năm 2023 sau Chúa Nhật thứ nhất mùa thường niên, Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mang nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng lễ Chúa Hiển Linh. Và sau lễ Chúa Hiển Linh hay là lễ Chúa Vạn Lễ Ba Vua đó, thì tất cả các hang đá trong các nhà thờ, trong các gia đình đều được gỡ. Điều này cho chúng ta một cái ý nghĩa, đó là nếu như ngày xưa Ba Vua cần một ngôi sao lạ để dẫn tới hang đá Bethlehem, và khi ngôi sao lạ dẫn Ba Vua đến hang đá Bethlehem thì ngôi sao ấy tắt đi, và Chúa Giêsu chính là ánh sáng cho muôn dân. Sau lễ Chúa Hiển Linh, Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, thì Chúa Giêsu chính là hang đá, chính là ánh sáng đời đời cho tất cả chúng ta. Và sau lễ Chúa Hiển Linh là lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là bắt đầu mùa thường niên tuần thứ nhất. Ngày hôm qua chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, kể lại biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa của ông Gioan, chịu phép rửa bằng nước. Bởi vì Chúa Giêsu mang thân phận con người thì Ngài muốn là phải sống như bao con người, tức là sống dưới lề luật, mặc dù Chúa không có tội, nhưng mà sống dưới lề luật để cứu tất cả những ai sống dưới lề luật. Chính bởi sống dưới lề luật mà Đức Giêsu cùng với đoàn người chịu phép rửa của ông Gioan Thầy Giả dục lòng thống hối. Vì Chúa mang lấy tội lỗi của con người thì Chúa Giêsu cũng có lòng thống hối, từ bỏ thống hối vì Chúa mang lấy tội lỗi của con người. Và khi từ dưới nước trồi lên thì trời mở ra, tiếng Chúa Cha phán: "Đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, và thánh thần như chim một câu đậu xuống trên người." Đây là một kinh nghiệm, là một biến cố, một phép màu mà ông Gioan Thầy Giả đã chứng kiến, và ông ta cũng đã làm chứng sau này: "Chính tôi đã thấy trời mở ra, chính tôi đã nghe thấy tiếng Chúa Cha phán, chính tôi đã thấy thánh thần như chim bồ câu đậu xuống trên người, và tôi sẽ làm chứng Giêsu Nazareth chính là con Thiên Chúa, là đấng cứu độ." Rồi hôm nay chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay thứ ba sau Chúa Nhật thứ nhất mùa thường niên. Tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Đức Giêsu khi Ngài sống ở trần gian thì vì Ngài sống ở cái miền Galilee, đất nước Do Thái, và dĩ nhiên những cái nơi mà Ngài sinh sống cũng là những cái nơi có phúc, vì Chúa Giêsu cũng đã từng nói rằng là sẽ đến lúc mà các ngươi cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì ngày xưa các ngôn sứ cũng mong một cái ngày như thế này mà còn không được có. Bây giờ anh em có mà anh em này không có yêu mến, không có quan tâm, để đến ngày Chúa Giêsu về trời thì có muốn cũng chẳng có được. Thế thì tại thành Capernaum ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có nhiều việc làm cho chúng ta này: Chúa Giêsu giảng dạy, Chúa Giêsu chữa bệnh, Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu cầu nguyện, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái việc giảng dạy là quan trọng nhất. Khi Đức Giêsu chữa bệnh và làm phép lạ đó, người ta cũng cứ muốn Chúa ở lại. Nhưng mà Chúa nói với các môn đệ rằng chúng ta phải đi nơi khác, vì Thầy đến thế gian này là để rao giảng, cốt là làm cái việc đó. Vì thế mà Đức Giêsu vào hội đường Capernaum, người giảng dạy, người đọc tin mừng, người nói lời Chúa. Thiên hạ sừng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền chứ không như các kinh sư. Đây là điều quan trọng nha. Chúa Giêsu chỉ nói lời của Chúa Cha. Chúa Giêsu chỉ nói lời của Chúa. Chúa Giêsu chỉ nói lời của Chúa thôi. Và lời ấy có sức lôi cuốn. Lời ấy có uy quyền và có sức lôi cuốn. Bây giờ mình đi vào thực tế này. Khi mà quý cha hay là cá nhân con giảng thì đôi khi các bạn trẻ cứ nói là: "Cha cứ kể những cái câu chuyện ngoài đời,
chúng con nghe chúng ta dễ hiểu. Có thể có những cái câu chuyện vui, chuyện này chuyện kia này nghe nó cũng vui vẻ vậy đó. Nhưng mà lời Chúa mới có sức lôi cuốn và xua trừ ma quỷ, có sức cứu độ. Thế thì Đức Giêsu rao giảng có cái sức lôi cuốn mọi người là bởi vì Chúa nói lời Chúa. Đối với tất cả chúng ta thuở mới đầu mà nghe tin mừng, nghe lời Chúa, nghe Kinh Thánh đấy, thì chúng ta cũng cảm thấy nó hơi khô khan. Nhưng mà nếu chúng ta cứ cố gắng đọc mỗi ngày đấy, rồi xin ơn Chúa Thánh Thần đấy, thì chúng ta sẽ hiểu. Và khi đã hiểu chúng ta sẽ thấy là lời có uy quyền, có sức lôi cuốn. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng là tự thân lời Chúa là có sức lôi cuốn, quyến rũ người ta. Vì thế gia đình lời Chúa của chúng ta mỗi ngày con cũng sẽ cố gắng, nói là cố gắng thì nó cũng hơi kỳ, nhưng mà gọi là con rất là thích. Cứ sáng ra ăn sáng xong, soạn bài xong là con giảng, chia sẻ lời Chúa cho quý ông bà và anh chị em, và con cảm thấy rất là vui. Thế thì chúng ta cứ cố gắng nghe lời Chúa như Đức Mẹ đó, lắng nghe và suy đi gẫm lại trong lòng, rồi sẽ đến lúc chúng ta hiểu. Và khi chúng ta hiểu thì chúng ta thấy rằng lời Chúa xua trừ ma quỷ ra khỏi tâm hồn chúng ta. Lời Chúa có uy quyền, lời Chúa có cái sức lôi cuốn dẫn dắt chúng ta đi theo Chúa. Lời Chúa giống như Chúa Giêsu nói với các tông đồ, các anh hãy theo tôi, thì cái lời ấy nó ám ảnh và nó lôi cuốn các ông ấy từ bỏ trạm thu thuế, từ bỏ trải lưới đi theo Chúa. Thế thì hôm nay Chúa Giêsu giảng trong hội đường Capernaum, và người ta nghe lời Chúa, người ta chăm chú nghe, thì người ta thấy rằng lời có uy quyền, không phải như là những cái lời người phàm khác, lời của các thiên sứ, mà lời có uy quyền. Xin cho chúng ta siêng năng lắng nghe, đọc Kinh Thánh, lắng nghe Kinh Thánh, để lời Chúa như là một lời uy quyền lôi cuốn chúng ta. Lập tức trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi cam gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng ma quỷ đó là nó là thiên thần chống lại Thiên Chúa mà, nên là ma quỷ cái bản tính nó là thiên thần, nên là ma quỷ nhận ra Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, và ma quỷ cũng chấp nhận rằng lời của Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa, lời uy quyền có thể xua trừ ma quỷ. Nên là nó nói rằng chuyện chúng tôi can gì đến đâu mà ông đến đây để tiêu diệt chúng tôi. Đây cũng là bằng chứng cho thấy rằng Kinh Thánh có một cái sức lôi cuốn người ta thoát khỏi tội lỗi. Ví dụ, còn ví dụ cụ thể đi, ví dụ như là mình là một cái người nghiện rượu đi, mà mình không thể nào bỏ được cái rượu, nó như là cái con quỷ ấy, nó nhập vào người chúng ta rồi, chúng ta cứ suốt ngày là nhậu nhẹt. Thế thì bây giờ làm sao? Thì chúng ta cũng lại phải xin mọi người giúp đỡ, cầu nguyện để chúng ta cố gắng đọc lời Chúa, để lời Chúa nhập vào lòng chúng ta. Thì khi lời Chúa nhập vào lòng chúng ta sẽ xua trừ được cái con quỷ rượu chè. Còn cá nhân con thì con cũng có một chút cảm nhận cái đức tin này đấy, tức là cứ lắng nghe lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, cứ cố gắng gọi là quảng đại để cho lời Chúa nó thấm vào trong lòng chúng ta đi, rồi từ từ là những cái xấu chúng ta tự nhiên là chúng ta cũng không muốn làm, không có bị những cái xấu nó lôi cuốn nữa. Mà chúng ta chỉ thích làm những cái điều tốt. Dĩ nhiên thì con cũng chưa phải là thánh đâu, nhưng mà mình cũng gẫm lại thì mình cũng thấy là ngày xưa đó, cách đây 5-10 năm trước, thì có thể mình đam mê này, mình đam mê kia, mình ham này, ham ấy kia. Nhưng mà cứ từ từ theo năm tháng thì tự động này nó những cái chuyện thế gian này tự động mình chả có nó cũng bớt đi nhiều. Tự động là những cái việc tốt, đặc biệt là cái việc bác ái, việc chia sẻ, thì tự nhiên này mình cứ muốn làm, còn sống ngày nào thì cố gắng làm nhiều cái việc đó. Thế thì lời Chúa xua trừ ma quỷ ra khỏi lòng chúng ta rất là hay. Lời Chúa có sức lôi cuốn chúng ta đi theo Chúa, và lời Chúa có cái sức mạnh xua trừ ma quỷ ra khỏi. Cụ thể trong bài tin mừng ngày hôm nay này, cái con quỷ nói rằng là chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến để tiêu diệt chúng tôi. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: cầm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lách mạnh người ấy thét lên một tiếng, và thần ô uế xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, Kinh Thánh luôn luôn là mới mẻ nha. Cuộc đời này nó thật sự cái gì cũng cũ rích cả, lặp đi lặp lại. Chỉ có lời Chúa mới đưa chúng ta vào những cái suy nghĩ mới mẻ, tinh thần mới mẻ, tư tưởng mới mẻ. Xin quý ông bà và anh chị em cố gắng nghe cái ý này của con đi nhé. Kinh Thánh là một cái gì đó mở ra một cái gì rất là mới mẻ,
không phải là mới mẻ trong cái chuyện mà thiết kế thế này thế khác, mà nó là giống như trời mới đất mới, là một cái gì đó chết đi sống lại đó. Cái mới đây là chết đi sống lại, trời mới đất mới. Mọi người nghe, mọi người chứng kiến, mọi người nghe lời giảng của Chúa Giêsu, mà người chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm thì họ phải thốt lên rằng thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, lời Chúa thì mới mẻ nha. Cái mới mẻ này rất là mạnh, như là con nói là mới, mới đây có nghĩa là chết đi sống lại. Bình thường thì ai cũng chết, và cái mới ở đây là chết sống lại. À, đấy là cái mới. Cuộc đời này thì chúng ta cũng cần có những cái mới về design, về decor thế này thế khác. Nhưng mà cái mới chính yếu của con người đó là sống lại, chết đi sống lại. À, lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Lời của Chúa là mới mẻ và uy quyền nhé. Lời Chúa là mới mẻ và uy quyền. Chúng ta ghi nhớ lời Chúa ngày hôm nay có hai cái ý đó. Lời Chúa thì mới mẻ, lời Chúa thì uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức danh tiếng người đồn ra khắp mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Dĩ nhiên là Chúa Giêsu làm thì chẳng phải vì danh tiếng đâu, nhưng mà khi Chúa làm những cái điều nó quá mới mẻ, quá uy quyền như vậy thì đương nhiên là người ta sẽ phải đồn ra rất là nhiều. Nhưng mà Chúa rất là đặc biệt ha. Chúa muốn mọi người đi theo đường lối, Chúa muốn mọi người đến với Chúa Cha, chứ không phải là cái danh lợi danh tiếng gì theo cái nghĩa thế gian này. Danh tiếng là thu hút mọi người về phía bản thân mình, vào cái tôi của mình. Còn đối với Thiên Chúa, lời Chúa lôi cuốn, uy quyền, mới mẻ là đưa người ta đến với nước trời, đến với Thiên Chúa Cha. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Chúng ta hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì mỗi ngày chúng ta được lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa thì mới mẻ, lời Chúa thì uy quyền. Lời Chúa thì mới mẻ, lời Chúa thì uy quyền. Rồi con xin được báo cáo cho gia đình của chúng ta nhé. Tết năm nay chúng ta sẽ có những điểm phát quà. Điểm thứ nhất là ở biên giới đây, mà các thứ sáu và chủ nhật chúng con cũng đã phát cơm phát gạo, và sắp tới chúng con sẽ có một phần quà Tết nữa cho trên 100 gia đình nghèo ở biên giới. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là nhà thờ Hô Lương Cambodia, con cũng đã liên lạc với sơ Đan Hạ để mà phát quà Tết cho các gia đình nghèo cũng như các em thiếu nhi. Điểm thứ ba là nhà thờ Hố Trư, nhà thờ của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Điểm thứ tư là nhà thờ Tu Tăng, nhà thờ mà con dâng lễ Giáng sinh đó. Điểm thứ năm đó là nhà thờ Du Xe, và điểm thứ sáu đó là ở Biển Hồ. Ít là có 6 điểm mà chúng con sẽ phát quà Tết cho các gia đình nghèo và lì xì cho các em thiếu nhi. Thế thì con xin được báo cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Ông bà anh chị em gửi cho con 1 đồng, 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, nó rất là tuyệt vời. Và con gom lại tất cả những cái điều đó rồi chia ra cho tất cả các điểm. Và con thấy đây là điều rất là vui. Khi mà chúng ta biết chia sẻ trong cái dịp Tết này thì Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta. Chúa Giêsu nói phúc cho những ai biết xót thương người, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Chúng ta thương người khác thì Chúa thương chúng ta. Chúng ta cho người khác thì Chúa cho lại cho chúng ta. Và khi làm việc bác ái thì con dĩ nhiên là lúc nào chúng con cũng có hai việc qua bên đó là dâng lễ. Sau khi dâng lễ thì chúng con mới phát quà. Thế thì trong các thánh lễ chúng con luôn luôn là cầu nguyện cho quý ông bà và anh chị em, để chúng ta đồng hành với nhau, đồng hành với nhau dài lâu, đồng hành với nhau dài lâu. Con cũng xin cảm ơn có một số ông bà anh chị em ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu. Khi nghe con chia sẻ thì cũng chia sẻ, các cụ thì cũng đâu còn đi làm được nữa, cũng sống nhờ lương hưu của chính phủ cũng như là tiền của con cái, nên là cũng góp một chút. Nhưng mà cái một chút này nó rất là lớn đối với các cụ, và cũng rất là ý nghĩa khi chúng ta chia sẻ cho các gia đình nghèo. Con xin được báo cáo như vậy nhé. Rồi qua tuần con đi Cam, trong khi phát quà phát gạo thì con lì xì thì con cũng gửi hình ảnh đến quý ông bà và anh chị em. Con xin kính chào và quý ông bà và anh chị em, và xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã chia sẻ lời Chúa với con mỗi ngày.